Đối lập Syria kêu gọi Nga ngừng cung cấp vũ khí cho chế độ Al-Assad, tin từ Istanbul. Liên minh quốc gia Syria đã lên tiếng kêu gọi Nga ngừng cung cấp vũ khí cho chế độ Al-Assad để có thể tìm giải pháp chính trị, giải quyết cuộc chiến. Ông Saleh nói, nếu Nga thực tâm muốn tìm giải pháp chính trị, thì phải ngừng cung cấp vũ khí cho chế độ dùng để giết chết người dân Syria. Ông Saleh đã lên tiếng trong lúc Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry và Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov gặp đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Lakhdar Brahimi tại Geneva, để mong tìm một giải pháp cho cuộc chiến tranh Syria. Ngoại trưởng Kerry và Lavrov đã thảo luận về sáng kiến đặt vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế. Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã cáo buộc chế độ dùng vũ khí hóa học tấn công các vùng ngoại ô thủ đô Damascus vào ngày 21 tháng 8, làm trên 1.400 người chết, và quyết định can thiệp quân sự để trừng phạt. Hôm qua, chính quyền Al-Assad đã gửi thư cho Liên Hiệp Quốc xin gia nhập công ước cấm dùng vũ khí hóa học. Tuy nhiên, ông Saleh nói, chế độ Al-Assad chưa bao giờ giữ lời hứa, luôn luôn nói họ không có vũ khí hóa học, nhưng nay đã sử dụng. Ông không tin vào sự nghiêm túc của chế độ và họ sẽ tiếp tục dùng vũ khí quy ước và hóa học để giết chết người dân. Hôm qua, ông Bashar al-Assad đã nói trên đài truyền hình Nga là ông ta chỉ từ bỏ vũ khí hóa học khi nào Hoa Kỳ ngừng đe dọa tấn công.